cảm ơn. Ăn hết rồi lại anh đòi em bảo lấy nữa cho anh nè. Đấy, lại đằng kia lấy, đây đằng kia các. Hả? Em mua đấy, anh đi về đi. Em tự mua. Về đi. Mấy ca hả? Mai ca ai cho váy đẹp đấy? Mẹ mới mua sao mặc rồi, để Tết mặc à? Xa bắt cô Diễm cho cô Diễm bán cho mấy cái sông quá cô Diễm mới bán rồi đây. Này hết rồi, này hết quen rồi, quen rồi, này hết cứng rồi. Xuống để em xem móng tay chân chim. Nana, mai mai ca cười. Lấy được rồi con. Đấy đấy đấy, dụng miêu đấy.
ngày đầu tiên cháu gặp con diêm, cho con diêm nguyên cả chuối. Hắn tự cầm, hắn không cầm được, bất tươi mà nói. Ta ta không ăn à? Không, cháu ghét đến chuối. Đây còn chuối đâu, mình khoai mà. À, không ăn được. Ta ta ăn nhá. Ăn bánh chuối đi. Ngồi đi. Diêm xuống giờ chưa ăn cái phân bón trắng trắng như vậy chứ. Chứ là đi xuống dưới đây xong rồi chụp cảnh hoàng hôn. Gì đó. Nhà chấm đi. Chấm đi ông bà Hoàng. Ăn khoai nha. Ăn xoài mẹ. Rồi đây cảm ơn. Ngon mà. Bỏ muối vô chỗ cái thứ ấy ra, khoai ra đừng bỏ nắp, ướt nắp. Anh chị lá chơi ra cho mẹ. Đó mà. Dạ con. Ngon thế hả? Trời ơi, chị tính dịu dàng chứ. Vậy em cho em leo lên tí. Leo lên đầu hình chính đâu á. À cái đầu tôi. Cái bóng lượm lên. Ê, bình tĩnh, bình tĩnh.